Harley Davidson X500 chính thức ra mắt, giá 150 triệu đồng. Mô tô Harley Davidson X500 đã chính thức được tung ra thị trường Trung Quốc, trở thành dòng xe rẻ nhất của thương hiệu Harley Davidson hiện nay. Hiện nay Harley Davidson đang tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất địa phương để cho ra các sản phẩm giá mềm hơn. Trong xu thế này, Harley Davidson đã kết hợp cùng với nhà sản xuất xe máy Quasimoto của Trung Quốc, tung ra ấn phẩm Harley Davidson X500. Trong thực tế, mẫu xe X500 này được mang phong cách xe hành trình truyền thống của nhà sản xuất Harley Davidson, phù hợp với kiểu xe chạy đường đô thị. Đồng thời, xe cũng có nhiều điểm chia sẻ với dòng xe Benelli Leoncino 500 của Quasimoto. Ấn bản mới này vừa qua đã được trưng bày tại triển lãm xe Shanghai Auto Show. Về sức mạnh, X500 mang động cơ có dung tích xi lanh 500 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử, đôi xi lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 47 mã lực và mô men xoắn cực đại 33 Pa-phi. Khối động cơ này được đặt trong bộ khung bằng thép ống, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống treo đảo chiều trước và giảm xóc đơn phía sau. Harley Davidson X500 chạy trên bộ vành bánh trước và sau cùng kích cỡ 17 inch với lốp loại Maxxi Supermax. Xe có trang bị bộ phanh đĩa đôi ở bánh trước và phanh đĩa đơn ở bánh sau. Đi kèm với đó là hệ thống ABS đôi kênh, cụm đồng hồ xe loại bán kỹ thuật số, nhìn gọn gàng, đèn pha và đèn hậu LED, tích hợp đèn xi nhan. Chỗ để chân đặt ở vị trí giữa xe, giúp cho người lái có tư thế ngồi thẳng đứng. Tại thị trường Trung Quốc, X500 có giá bán niêm yết 44.000 won, khoảng 150 triệu đồng. Như thế, X500 chính là mẫu mô tô Harley Davidson rẻ nhất hiện nay. Cảm ơn mọi người đã thích,